Vụ việc giải tiền của chị Hoàng Hướng này, mình không phải ghen tị hay là gì cả, tiền ai thì người ấy tiêu thôi nhá. Nhưng mà các bạn đã nghe câu chưa, nhất chơi tiên, nhì giỡn với tiền, đúng không? Giỡn cái gì thì sau này mất cái đấy nhá. Mà nhất là chơi với những nàng tiên đấy là trước sau là cũng hỏng hình thôi. Các bạn biết cái vụ ngày xưa ở Bà Rịa Vũng Tàu không, cho tiền ăn đất thôi mà là cũng bị xử phạt đấy. Còn vụ chị Hoàng Hương thì thực ra cái giải ấy thế nó nhìn nó rất là phản cảm. Mình ở bên Việt chứ không phải là ở bên nước ngoài, thì nhiều bạn lại cứ bảo là tiền tôi cũng để xuống túi, vào túi quần này tôi ngồi. Thế tiền bây giờ không để vào túi quần thì để đâu? Các bạn cứ thử dẫm đạp lên tiền hay làm gì, các bạn quay video tung lên mạng mà xem. Cái tội cố ý nó khác nhé, tung lên mạng, cộng đồng mạng nó khác nhé. Còn ví dụ bạn hủy hoại tiền, bạn không quay video, bạn không làm gì thì không ai biết, đúng không? Còn cái vụ của chị Hoàng Hương này thì cá nhân tôi thấy là nó rất là phản cảm. Đó, mình làm gì thôi, mình cứ kiểu sống sâu tính nặng, nuốt chín cúi đầu đi, yên đi nhá. Chứ làm như vậy nó là không nên nhá, bởi đâu đồng tiền là nó đáng được trân trọng, bạn hiểu không? Tiền là có in ảnh của bác mà, một vị lãnh tụ vĩ đại mà. Làm như vậy với tôi nó vẫn là một điều gì đó nó rất chi là phản cảm nhá. Tôi không đồng tình với những cái việc làm như thế và những cái hành động như thế nhá. Còn thực ra tiền ai người ấy tiêu đấy, mình chả ảnh hưởng đến mình cả. Nhưng mình thấy phản cảm thì mình có đôi lời nhận xét và nhắc nhẹ chị vậy thôi nhá.